Xin chào tất cả các bạn, chào mừng các bạn quay trở lại kênh của mình là Quân. Ngày hôm nay mình sẽ thực hiện đó là đo công suất thật của Tango 2 phiên bản V3 và của mình đây là Tango Pro nha. Rồi bây giờ mình sẽ thực hiện đó là tháo Tango ra. Quiet's driving me insane. Silence rattles in my brain. Yeah, I gotta get away. Always waiting for the fall. So I built my towers tall. Wandering through these empty halls. Break the cycle now. Walls are coming down. Rồi, bây giờ mình sẽ sử dụng đó là giắc cắm lối dài nha. Rồi bây giờ mình sẽ thực hiện đó là kết nối đồng hồ đo. Đấy nha. Bây giờ mình sẽ chỉnh tần số. Thì của mình cái tế của mình đang là FCC thì tương ứng với cả sóng là 915 MHz, thì bây giờ mình sẽ chỉnh về đó là 900, tần số 900. Rồi. Bây giờ mình thực hiện kết nối và sau đó bật tích. Rồi nha, bây giờ mình đã bật được. Thì mình nói thêm một chút là cái TX của mình hiện tại mình đang ở cái version là 4.10. Đấy nha, mình sẽ kiểm tra cho các bạn xem này. Pet, pet. À không phải, chỗ này nhầm, mình xin lỗi. Đây, Crossfire menu, Tango XF. Đây, để mình chút để mình kéo xuống này. Đây các bạn có thể thấy. Đây nha. Mình sẽ cố gắng lấy led lại này. 4.10 đúng không? Thì cái version này hiện tại là nếu bản chính thức nó là mới nhất, còn nếu bản beta thì là bản 4.10.11. Rồi bây giờ mình sẽ thực hiện cho công suất về nhỏ nhất đã. Đây các bạn nhìn nhá. Dynamic power là mình đã để là up và công suất đầu ra mình đang để là 25 W. Rồi bây giờ chúng ta cùng nhìn nhá. Thì đầu tiên ở mức 25 W chúng ta đạt được đó là 31 W. Như vậy rất là ok rồi. Bây giờ tiếp tục mình sẽ nâng lên đó là 100 W. Đấy, đợi chút. Mình nhạy quá. Ở mức 100 W thì chúng ta đạt được đó là 130 W. Như vậy là cũng rất là ok. Tiếp theo mình sẽ nâng lên này. Ở mức 250 W thì chúng ta đo được đó là 330 W. Mình thấy rất là ổn đấy chứ.
Rồi bây giờ mình sẽ nâng lên đó là 500W là lửa công suất này. Các bạn đoán xem này, bao nhiêu? Mình đo được đó là 540W. Mình thấy rất là ổn nhá. Bây giờ cái mức cuối cùng này này là 1W đối với pin 1S ở cái tango này. Các bạn đoán xem nó sẽ được bao nhiêu? Bây giờ mình sẽ nâng lên này. Bây giờ mình che đi cho các bạn không nhìn thấy. Rồi các bạn đoán xem này, mình cũng rất là bất ngờ này. Chúng ta đạt được đó là 690 mW, gần 700 nha. Thì hôm trước mình đo được ở con micro V2 ấy, thì ở mức 1W thì nó đạt là 640 mW, nếu mình nhớ không nhầm là như vậy. Thì ở cái mức mức 1W ở trên con Tango như này mình thấy như thế là rất là ổn đấy. Rồi như vậy là clip hôm nay mình đã thực hiện xong, đó là đo công suất thực tế của Tango 2 bản V3. Nếu các bạn cảm thấy video này hay và bổ ích, hãy ủng hộ mình bằng một like, một subscribe. Mình xin chân thành cảm ơn. Hẹn gặp các bạn ở clip lần sau.